Xin chào quý vị, Thanh Vân rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Phụ nữ là phải đẹp, 17 giờ thứ bảy hàng tuần. Ở những chương trình lần trước thì Thanh Vân đã có cơ hội được chia sẻ những bí quyết làm đẹp và nhận được sự quan tâm đông đảo của rất nhiều những chị em phụ nữ. Và Thanh Vân rất vui khi được là một phần trong công cuộc truyền tải thông điệp phụ nữ chúng ta nhất định phải đẹp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một lời giải cho những thân hình tròn trịa và mong muốn được lấy lại vóc dáng thon gọn một cách an toàn và hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào các khán giả của chương trình Phụ nữ là phải đẹp. Là một người rất quan tâm tới hình ảnh của mình cũng như là sự chuyên nghiệp trong công việc. Chính vì thế mà Lan Hương luôn để ý tới từng sự thay đổi nhỏ của cơ thể, nhất là về vóc dáng cũng như là làn da. Dạo gần đây thì Lan Hương thấy là cơ thể mình đang béo lên và khiến cho cơ thể không được săn chắc như lúc ban đầu nữa. Lan Hương rất là lo lắng về vấn đề này và đang tìm một giải pháp để có thể lấy lại được vóc dáng như ban đầu. Và hôm nay thì nhận được lời mời của chương trình Phụ nữ là phải đẹp và hy vọng rằng thì chương trình sẽ giúp cho Lan Hương tìm được giải pháp cho vấn đề này. Sau khi lắng nghe Lan Hương tâm sự về mong muốn của mình, chương trình Phụ nữ là phải đẹp đã kết nối cô tới thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã, một địa chỉ làm đẹp uy tín với các công nghệ giảm béo hàng đầu thế giới, giúp Lan Hương lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Tại thẩm mỹ quốc tế Bali, Lan Hương được các chuyên viên cho biết cơ thể của cô không quá béo, nhưng phần bụng, vòng eo, vùng lưng eo lại tích tụ khá nhiều mỡ thừa. Do đó, nhìn tổng thể, thân hình của Lan Hương bị mất cân đối. Để loại bỏ những vùng mỡ thừa này một cách an toàn và hiệu quả, Lan Hương nên áp dụng công nghệ giảm béo Esilis, một trong những công nghệ giảm béo nổi bật hiện nay. Nhờ có chương trình Phụ nữ là phải đẹp kết nối mà ngày hôm nay thì Lan Hương đã có mặt tại thẩm mỹ quốc tế Bali số 601 Kim Mã Hà Nội. Và ấn tượng đầu tiên khi mà Lan Hương bước vào đây đó chính là không gian rất sang trọng cùng với sự tiếp đón nhiệt tình của các bạn nhân viên. Sau khi trải qua một cuộc trò chuyện ngắn đối với chuyên gia thì Hương cảm thấy yên tâm hơn đối với quyết định của mình. Và ngay bây giờ thì Lan Hương sẽ trải qua liệu trình đầu tiên với công nghệ Esilis để chút bỏ phần mỡ thừa ở phần bụng và phần lưng. Hy vọng rằng sau khi mà trải qua liệu trình này thì Lan Hương sẽ xuất hiện với một diện mạo thật mới trong mắt quý vị. Trong suốt khoảng thời gian trị liệu, Lan Hương cảm nhận khá thoải mái, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hình dung ban đầu của cô. Để giải thích rõ hơn về công nghệ Esilis, chuyên gia cho biết, công nghệ Esilis được coi là bước đột phá trong ngành thẩm mỹ nội khoa, kết hợp cả hai công nghệ trong cùng một hệ thống, sóng siêu âm ultrasound và sóng tần số vô tuyến AF đơn cực, là chuyên gia tái tạo các đường nét trên cơ thể và tái tạo da dành cho bạn. Công nghệ Esilis là lựa chọn lý tưởng cho giảm béo công nghệ cao đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Esilis chỉ định điều trị giảm mỡ và săn chắc da các vùng trên cơ thể. Giảm béo Esilis nhanh chóng tái tạo lại đường nét cơ thể, trở nên mềm mại nhanh chóng nhất. Công nghệ Esilis an toàn tuyệt đối, không xâm lấn, mang lại sự an tâm cho người sử dụng. Hiện thẩm mỹ quốc tế Bali là một trong những thẩm mỹ quốc tế lớn nhất của Hà Nội, sở hữu dàn máy công nghệ cao cấp, chính hãng, trong đó có công nghệ Esilis. Ngay trong buổi đầu tiên được tư vấn sử dụng Esilis, Lan Hương đã cảm nhận được những thay đổi nhất định. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên cô nên thực hiện trong 5 tuần, từ 5 đến 10 buổi để đạt được hiệu quả như mong muốn. Hôm nay là ngày thứ 5 Lan Hương có mặt tại thẩm mỹ quốc tế Bali để hoàn tất liệu trình điều trị của mình. Nhìn thân hình của cô đã thon gọn đi trông thấy. Nếu như trước kia Lan Hương thường hay diện các mẫu váy xòe, váy dài để che đi vòng hai, vùng lưng eo, thì nay cô đã tự tin diện váy ngắn bó sát để tôn đường cong lý tưởng. Người đẹp vui vẻ chia sẻ. Lan Hương rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Phụ nữ là phải đẹp. Sau một tháng điều trị với công nghệ Esilis và tuân thủ các phác đồ do bác sĩ đề ra thì Lan Hương đã có một thân hình săn chắc và gọn gàng. Phần mỡ thừa này thì hoàn toàn biến mất. Và Lan Hương rất cảm ơn chương trình Phụ nữ là phải đẹp và thẩm mỹ quốc tế Bali đã làm cho Lan Hương cảm thấy tự tin hơn và xinh đẹp hơn. MC Lan Hương đã có hành trình tìm lại sự tự tin về vóc dáng hiệu quả mà cũng không kém phần thú vị. Chúc cô luôn tỏa sáng trong từng chương trình và đạt được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Quý vị và các bạn thân mến, một thân hình thon gọn và quyến rũ luôn luôn là niềm mơ ước của tất cả các chị em. Tuy nhiên chúng ta đừng chỉ mơ ước mà hãy biến ước mơ của mình thành hiện thực. Và công nghệ giảm béo toàn thân Esilis sẽ giúp cho chúng ta đến gần hơn với hiện thực tươi đẹp đó. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi vào 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Hà Nội 1 để có thể đến với những phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả.
Và cũng đừng quên gọi điện thoại cho chúng tôi vào hai số điện thoại 043-724-6691 và 0945-368989 để được chúng tôi tư vấn trực tiếp. Còn bây giờ thì Thanh Vân xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau của Phụ Nữ Là Phải Đẹp.